Đến rồi ạ. Trại của bọn giặc đề thám đấy ạ. Dừng lại. Quan lớn có nghe thấy gì không? Kèm đám ma, đám tang của đề thám đấy. Quan lớn ạ, bẩm quan lớn, đêm qua thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám của chúng con chẳng may gặp nạn nên đã qua đời rồi ạ. Mày có câm đi không? Khóc khóc cái gì? Bẩm quan lớn, quan lớn có nghe thấy gì không? Dạ, tiếng kèn nhập quan rồi đây ạ. Mong quan lớn rộng lòng thương cho anh em chúng con lo ma chủ tướng con được chu tất ạ. Rồi anh em chúng con sẽ bảo nhau mang tất cả súng ống ra mà đầu hàng quan lớn ạ. Lại quan lớn ạ. Tao ra hàng chúng mày 1 giờ đồng hồ nữa, phải mang súng ống ra hàng. Bằng không tao sẽ cho bọn lính giết hết lũ giặc cỏ chúng mày. Đổi ơn quan lớn ạ. Đổi ơn quan lớn ạ. Dạ thưa quan giám binh, ngài bằng lòng chưa? Lại quan lớn ạ. Lũ chó này láo thật. Cho súng thần công vả vào miệng chúng. Anh cả Dinh, cả Huỳnh đánh thọc sườn. Anh cả Trọng đấm đằng lưng. Khi nghe súng thần công ta nổ, tất cả xông vào. Đứa nào chống lại nghĩa quân yên thế, chém sạch. Thưa chủ tướng, bọn lính khố xanh, lính gióng đã vứt bỏ khí giới, cởi quần áo, xin đi theo nghĩa quân ạ. Nói với bà ba, lo cho ta việc này. Dạ.
ông cả Dinh, cả Huỳnh xin ý chủ tướng về việc bọn lính Thây ạ. Chấm sạch. Dạ. Anh này. Dạ. Thu hồi hết vũ khí của chúng lại và bảo chúng cút ngay. Nước này không phải nhà của chúng. Thôi, đi đi, nhanh đi. Không ta lại đổi ý bây giờ. Dạ vâng ạ. Này, mang cái này về nhà mày mà treo. Cầm lấy. Đi đi. Đi. Thưa bà, con là đàn bà, lại là phận áo trắng. Con thiết nghĩ ta làm sao có thể hòa hoãn với bọn giặc ấy được ạ. Lệnh của thủ lĩnh, chị em mình biết phận mà làm tròn. Jesuma, xin lỗi bà, tôi được hân hạnh tiếp chuyện với ai đây? Kẻ tiếp ông là người của nghĩa quân Yên Thế. Mời ông ngồi. Tôi không quen ngồi như thế này bao giờ. Nhập gia phải tùy tục. Các ông là người từ phương xa không mời mà đến. Đã chót lỡ rồi thì ngồi xuống. Non nước Nam có tục lệ của người nước Nam. Quan thống sứ Bắc Kỳ rất lấy làm phiền lòng vì máu người Pháp đã đổ quá nhiều trong việc dẹp giặc cỏ ở vùng này. Ông nhờ tôi đến điều đình với tư cách đại diện người Pháp. Ông thống sứ có quyền gì mà gọi chúng tôi là giặc giã? Nước Nam này là của chúng tôi. Căn cớ gì các người đem quân sang đây hả? Mà thôi, đánh không xong, buộc các ông phải cử người đến đây xin hòa hoãn. Âu cũng là ngày vẻ vang của nghĩa quân Yên Thế.